và lỗ lỗ nguội của tôi. Lại một lần à không, lần đầu tiên đến với Lazada. Trời ơi xạo dễ sợ. Yêu ai cũng vậy, đứng trước cửa nhà ta mở cửa. Ba mẹ ra tạt nước đứng đó. Trời mưa vẫn đứng đó. Ơi thương vậy sao? Thương vậy đó yêu cái người phụ nữ như thế nào Harry thích nè. Có yêu Lê không? Coi hả? Bạn yêu Lê là thần tượng rồi. Thằng gu của Harry là toàn vàng gái trắng ngon lành. Mặt đẹp long lanh luôn, kiểu như con búp bê luôn. Không chịu nó muốn gì nữa. Không phải. Cái gì? Khổ thân quá. Làm gì mặt đỏ? Hả? Không có. Tôi nói bụng bê thiệt hay sao mà làm gì đó mà. Em make up. Hôm nay đánh má hồng hơi đó ta. Ừ. Mà đã, từ đầu chương trình giờ không có má hồng giờ có. Đánh hồi nào hay vậy? Mà quen với Gil. Không có đâu. Gil như một cô gái ở ngoài. Quá giờ sao mọi người bán em hơi nhiều luôn á. Thiệt luôn. Ngoan đi. Mọi người bán cho em hết, bán cho Diệu Nhi. Thương yêu mà. Sao mà bán cho chị Harry. Bây giờ bán cho Lu nữa. Cuối cùng có ai mua? Không một ai nha, ngồi đây là biết rồi. Ế tới ngày thứ ba mà. Bây giờ Gil Lê giống như một cô gái đang ngồi trong một quán bar. Đang uống rượu, buồn lắm. Không biết chuyện gì. Harry đi qua mình tỏ tình làm quen. Đi nè, ok. Bắt đầu. Vô mê. Vô mê luôn sao là con này không có hợp tác với anh. Chứ em tưởng là Harry gây chai thiệt luôn á. Rất nhiều luôn. Đang quen đó nè. Ai buồn với chị. Em phải tổn thương. Đúng rồi. Chạy đang khổ lắm. Rồi. Giả bộ nữa Harry. Giả bộ nữa hả? Không, không cần giả bộ luôn em. Nhưng mày nghĩ mày là Harry giả nào? Harry giả bộ. Trời đất ơi. Làm sao? Friendly. Đỡ hơn. Ok, đồng chuyện hơn. Rồi, chuẩn bị. Vậy em người nước gì vậy? Em là người Việt Nam. Nói này, tự nhiên người ta làm bữa nước ngoài, cái mày người làm bữa nước ngoài luôn. Giúp cái gì? Hello. What's up, man? Man nữa. Rồi. What's up, bro? Thì ta gặp đàn ông, ta kêu what's up, man, đúng rồi. Can you help me? What? I'm looking for a book. Book hả? Yes. Tại sao vô quán bar mà kiếm cái book vậy? Tại vì mi vô quán bar looking for your Facebook. Instagram cho tôi cho Facebook. Yeah, I don't have Facebook. I don't have Facebook. Oh, you have Facebook. What do you have? What Gil có không? Em có. Anh còn 149 ngàn một làm gì tháng. Có sai em. Ý thương quá. Em người Việt. Em là người Việt chưa chắc em nói tốt đâu. Mập. Nghe mà muốn nổi mụn luôn. Một, trời ơi. Mập. Mụn. Mập. Hai. Mộc mục mục mục. Anh bỏ qua cho em, Gil. Bỏ lên nè. Mình đẹp gái mình chứng minh mình thông minh nè. Chắc không có vấn đề ha. Không có vấn đề đâu. Mụn dưới da được mình. Mụn dưới da được. Mày đặt ngứa ngứa. Mụn dưới da. Đủ bỏ bỏ nữa. Mộc 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 dưới da. Sàm đế. Mặt mập mộc 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 mụn bọc. Giỏi. Mặt mập mộc mộc. Ba hai à mặt mập mộc hai mộc mụn bọc. Mặt mập mộc. Mập 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 ba mục mụn 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 bọc. Mập 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 bốn mục mụn bọc. Mập 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 năm mục mụn bọc. Giỏi. Harry xin lỗi tất cả khán giả. em nói em vừa nói câu đó xong mà em cắn môi bị nhiệt miệng luôn anh. Chà thằng người phụ nữ cái thương quá. Harry cắn môi Gil Lê giùm cái cho nó đều bên kia luôn chứ này nó bị. Hello. It's me. Anh không biết anh nghĩ là em có gợi ý. Không. Không đúng ý em hả? Hình phạt của Harry đi ha. Hip hop old school. Hoài luôn á. Chưa có nhạc luôn. Tiếng nước gì anh? Nhiều ơi. Tiếng anh em. Noise and noise and oyster, but the noisy oyster and noise and oyster most. Rồi, thử đi. Không biết thử thách tiếp theo của các bạn có gì hả? Đi khở gì xua mà. Wo khở gì xua tờ. À. Ây da, để em ngồi em dịch nha. À. Mày cái gì để nói cơ? Tôi có chuyện để nói đó. Hay quá ta. Ý. Xào mê mê. Đi, sao nó hợp lăng à. Xào mùi mùi. Mày nhìn rất là đẹp đó. Xào mê mê. Đi theo lăng ta hẳn phân ta. Đáng cần lắm. Xảo mười mười. À. Mày. Đi hẳn theo lăng khởi sư đi sư phân ta. Đi sư phân ta. Đi sư phân ta là chúng ta còn. Phân mới phân đó nha em nha. Đi khám theo lăng là nhìn mày đẹp đó nhưng mà. Phân ta. À phân ta.
Bánh tà là gì mọi người ơi? Em cần Harry dịch cho em không? Có ạ. Dịch đi cứ. Chào mẹ mẹ. Em đẹp lắm. Nhưng em bị điên. Em nghi lắm. Em nghĩ trong đầu là chỉ có một chữ ngu hoặc là chữ điên thôi. Phân vân chỉ chữ ngu và chữ điên. Em rất thông minh. Em hiểu bản thân em nhiều quá. Tại vì nãy là nó hiểu bản thân nó chứ. Nó biết nó nằm ở khu nào, em hiểu không? Một là ngu, hai là điên. Nó hiểu nó nằm ở khu nào nên nó khoanh vùng tốt. Chứ nó không có đi xa em vấn đề. Dạ. Đúng rồi, chỉ có cái ngồi xong cái hung nhau một cái là rớt à. Hung nhau mà mò rớt. Không cần mò luôn, hung phê cái lắc nhẹ cái nó rớt à. Ây da. Ây da. Lắm anh, coi sao nó đứng nữa rồi. Anh ơi, nếu mà nó đứng rồi đứng thì ngón tay của em với ngón tay của anh nó đâu có khác gì mấy đâu anh. Thế đâu em đẹp, nó chịu em, nó không chịu anh. Tự nhiên Gil nói một câu thấy cái vân tay của quá đúng luôn. Không. Tại vì dạo này anh hơi mập, muốn mua con Gil ghê vậy thiệt á. Biết mã nó số mấy ta? Đang lướt nhiều khi tự nhiên thấy. Thấy mặt Gil trong đây. Kim cương. Cái gì có hả? Cái gì? Giận. Cái gì vậy? Đang mua cho mấy fan phần quà kêu mua cho mẹ em kim cương đi. Trời đất ơi. Chịu nổi không? Không. Mà giày Adidas, giày Converse đàng hoàng nha. Giày Adidas. Sai. Adidas. Adidas. Hạo hôi. Cái gì? Xin lỗi. Gì khạo hôi? Hạo khôi. Hạo khôi. Mà nó đọc là khạo hôi. Ôi. Cái tên người ta mà đọc bốc mùi luôn á. Chán thiệt á. Hỏi là bây giờ pre ship làm sao? Nó không đẹp là tôi quýnh nó rồi đó. Có 3 ngày bị sỉ nhục nhiều vẫn lên tên lên đây thiệt rồi. Luôn á, vẫn vỗ cửa. Được. Và các bạn đã sắm được món gì trên nhờ? Yeah. Anh cắp quen tay hả? Alo. Hôm nay anh thấy hôm nay mặc cái áo thật bự là biết có lý do hết. À. Bên cây. Mà hợp em á anh ơi, tông em á nè. Dễ sợ thiệt, đúng luôn á. Bây giờ treo đây nè, đó toàn ten đây nè, đó một cái xình nè, đó thấy chưa? Đó. Đồ nữa. Ngon à, vô à. Được. Mấy cái chai này mà mình đi làm tiện lắm rồi Harry. À, bây giờ Harry hiểu cái khái niệm free ship là như thế nào rồi. Làm sao kinh? Chuẩn. Khi mà miễn phí vận chuyển thì bây giờ thay vì em đặt mua trực tiếp trên giao hàng thì em có thể ngay bây giờ em mang về nhà. Ô. Cái này không phải là miễn phí vận chuyển, cái này là tiện tay vận chuyển. Nghệ sĩ chúng ta không phải là như vậy các bạn. Dạ, sorry. Đây chỉ là những thành phần nhỏ trong xã hội thôi. Anh lấy cái nào? Đây, anh em chúng ta. Mình là tiện tay vận chuyển, là tiện tay xài luôn á. Xài luôn mọi người ơi. Ăn đi. Ăn anh ơi. Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ nhỏ, nó giống như là Guess It vậy đó. Thỉnh thoảng em ơi. Em xài kéo mà anh ơi. Ok. Đó, cái mình giữ việc đó. Đây nè. Cầm chính xác lần này mới được. Giỡn tôi, cameraman. Cái gì vậy? Đây. đúng rồi. Căng quá mà hại nhiều quá hả? Thanh xuân như một tách trà, livestream 2 ngày chính là thanh xuân. Còn ngày thứ 3 sao không tính tỷ? Rồi sao nè? Rồi cuối cùng cái giá của chúng ta sẽ là... Chứng hình coi. Đây là bộ đôi kem đánh răng nha. Ăn cho lắm. 5 ngày liền ăn quên luôn. Em còn không đáy không ra luôn. Chịu quá. Em nghĩ không ra được luôn á. Mình thua đi để mình thứ nhất là mình chịu phạt đi. Suối nhẹ. Bây giờ 4 tháng 9 thì nó là nhiêu? 140.000. Trời ơi thôi, nó đáng nữa. Đáng, tao tức quá, mà tức ghê là tức. Chứ làm sao? Đó ngày 14 tháng 9 bằng 140.000. Giận dễ. 149.000. Dạ, nó đó. Tại nó nghe mà tức. À, lần trước luôn hả? Sexy là phải cởi gì đó hả? Sexy. Gợi cảm quá. Hả? Ây da, gợi cảm quá. Được không? Em phải nghĩ thôi. Hôm bữa như kéo giỡn anh không cho. Anh nói vậy là rẻ tiền. Và bên nay anh thương vậy. Bây giờ người ta tuột dai kéo áo thì anh ok. Yeah, chúc mừng bạn sẽ vượt qua kỳ thi lần này. Chúng ta cũng đến với coi tiếp theo. Đáp án của chương trình là em trai nha. Em hoang mang xém quá. Xém nữa là em bị phạt là hung ghiêu rồi đó. Nỡ em không có hoạt động. Sẽ hợp giải toán mà. Không em. Yeah, ta nói nó dễ. Dễ. What? Nắm nào, Sài Gòn nắm nào, Sài Gòn làm gì?
Ủa alo nghe chứ... kẹt. Tôi lo lắng như vợ bài... tôi lo lắng như vợ nó về sao ghê. Mình sẽ sống như thế nào với một người chồng như vậy? Biết bài hát đó không? Không biết hả? Nha. Sườn chín tháng chín mà anh ơi. Bài trăm chín ta lấy làm gì? Một ngàn chín trăm. Em sinh năm 92 à? Ừ, vậy chứ. Đây 3 ngày liên tục đó hả? À, ổn nghiệp, giờ tâm lý kia ổn lắm luôn á. Trời ơi, rồi riết nó muốn nhổ cửa không? Anh vẫn đứng đây em. Thanh lý. Mà đứng cùng không? Chưa mai luôn phải không? À, địa chỉ này luôn nha. Đúng 12 giờ nha. Ok, ok. Tiếp nha, tự trọng nha. Tự trọng? Ừ. Không nhìn. Không nhìn nha. Chơi đánh bài không nè? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, giỏi thông minh nè. Trước giờ có chơi đánh bài không? Phe chinh à? Lần sau là... rồi cầm cái đôi 4 rồi có đánh để ta đánh con 8 không? Giờ đánh cái đôi 4 ra cái nói ta đánh con 8 không? Đúng rồi, đồng quên. Ừ. 99. Mừng quá mọi người. Đúng không? Mừng quá. Điêu có tiền không? Dạ. Có tiền. Bữa nay đi làm có tiền, mang tiền. Được 300. Má cho anh đại sĩ gì để mình đi có 300 ngàn vậy? Chứ cũng ai chịu như ai. Tháng anh được nhiều, tháng được cho giờ vợ cho nhiêu nè. Ok. Mấy tờ? 2 tờ. Rồi, trả em. Ok. Vậy anh còn thiếu view 1 tờ nha. Hả? Anh còn thiếu view 1 tờ, anh đã trả 1 tờ được rồi. Okay. Ok. Ủa mọi người ơi. Mấy tờ? Tờ ha. Mấy tờ? 2 tờ ha. À. Nhưng mà màu gì? Cái màu gì vậy? Ủa, màu gì? Cái chất liệu nó cũng khác hẳn luôn vậy anh. 3 tờ nè. Đúng rồi. Rồi, khách mời cho thêm tờ. Còn tờ sticker nữa, 3 tờ. Hợp lý không? Đứng đây em 3 ngày em chưa có phần quà trong tay mà em thấy mất 3 tờ rồi đó. Giá của nó lộn. Trời ơi, giờ gợi ý lấy luôn đứa em ra lấy. Trả lại nè. Đó rồi, mới đủ tiền giữ xe em nữa chà. Rồi anh ơi. Ôi dạ. Dạ thôi, cái gì nữa, công việc là nhỏ này nhớ dài quá thì. Mấy tờ? À, 3 tờ. Yeah, đủ. Mày hát nhớ lời, không thấy mày nhớ rồi. Chưa giao quên lời luôn ha. Quá quen rồi anh ơi. Hay là làm khó người ta. Ok, anh không nhìn luôn. Anh gợi ý này, anh gợi ý kia. Để coi. Harry, giờ sử dụng. Để em đợi. Đây là cơ hội để Harry trả thù. Dạ. Đấy. 149. Thôi nghỉ chơi đi, trời trời. Gì mà giỏi quá, trời chút cái suy nghĩ gì vậy thôi. Sao vậy lỗ lỗ? Sao lỗ lỗ? Sao lỗ lỗ? Có phải không vui vậy? Giận, tại vì anh qua đấu quá nhanh nữa. Cậu Harry Lou hít đất 30 cái. Mà một ngón tay nha. Công phu hả? Siết công phu hả? Vô tường luôn à. Đó đó. Người. Gì vậy? Thêm cân nặng lắm ạ. 12 13. Các bạn thấy không? Tranh thủ nữa hả? Mày đưa